Xin chào tất cả các bạn, mình là huấn luyện viên Nguyễn Thị. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết bài vòng hạng với phần Zilo nhé. Bây giờ chúng mình sẽ vào tổ hợp đầu tiên này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, ok. Chúng mình sẽ vào đầu tiên này. Đầu tiên chúng mình sẽ đánh không sang bên phải và đưa tay lên cao. 1, 2. Đó, tay chúng mình sẽ hơi điệu điệu nhé. Ngón giữa của chúng mình sẽ chỉnh dưới nè. Đưa tay lên cao. 1, 2, bên. 3, 4, qua đầu nè. 5, 6, 7, 8. Sau đó mình đưa tay lên, giống như động tác đang làm con gà trống đội kèn đấy ạ. Đưa sang bên phải này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, làm lại này. 1, 2, bên trái này. 3, 4, tay qua đầu này. 5, 6, 7, 8 nào. Đưa tay đội kèn này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp này, mở chân phải ra, xoáy cổ tay. 3, 2, nhịp 3, mình sẽ mở tay. Mình xoáy cổ tay bên trong và vung tay ra ngoài. Khi vung tay ra ngoài, mình cũng nắm tay vào bạn. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tay vòng qua đầu này. 4, 2, 3, 4, để tay lên, nghiêng người từ bên phải sang bên trái này. 5, 6, 7, 8, hơi cúi người ngả người về đằng trước nhá. Nào, làm lại tổ hợp này này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này, đang là trống này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mở chân ra nào. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tay qua đầu. 4, 2, 3, 4, nặng nghiêng nào. 5, 6, 7, 8. Rồi, ok, chân hợp tiếp theo này, mình kỹ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, ok, làm chậm nhé. Chúng mình sẽ nhảy chân và bấm chân phải ra, nhảy sang bên phải này. Đồng thời tay đưa về cái trước. Tay này, tay đưa chỉ dưới và đẩy ra. Tay đẩy ra nhé. Đồng thời này, khi hông đẩy bên sau thì tay đưa trước. Khi hông đẩy bên trước thì tay đưa về. Đó. Nào, không để đất sau, tay đằng trước. Không để đất trước, tay như vậy. 7, 8. Rồi, con chậm này, nhảy sang này. Nhảy sang này. 1, nhìn 1, đẩy hông đằng sau. Đẩy tay đằng trước. 2, đưa tay về. 3, 4, đấm này. 5, 6, 7, 8. Đấm tay nhé. Cao, thấp, cao, thấp. Rồi, làm lại này, nhảy này. Đưa tay đẩy hông đằng sau luôn này. Sau này, trước này, sau, trước, đấm này. 5, 6, 7, 8, đổi bên này. Khi đổi bên nhá, để sang đổi bên luôn, chân hướng mở luôn. Thì chúng mình vẫn cứ đẩy hông đằng bên đằng sau giúp mình nhá. Nào, 1, 2, 3, 4, để đấm này. 5, 6, 7, 8. Rồi, ok, làm lại này, mở chân này. Sau này, trước này, sau, trước, đấm. Cao, thấp, cao, thấp. Nhảy tiếp này, không lần sau này. Sau, thấp, sau, trước này. Cao, thấp, cao, thấp. Rồi, tiếp này, đấm vào đùi này. Đùi trái mình sẽ co lên. Đấm chéo vào đùi nhá, đùi trái co lên. Và tay phải đấm xuống này.
một hạ ba bốn này, cao thấp cao thấp, đấm tiếp một hạ ba bốn này, cao thấp cao thấp, độ chậm này, năm sáu bảy nhảy này, để hôm sau này, một hai ba bốn năm sáu bảy, đổi về bên này, hai hai ba bốn năm sáu bảy, đấm đùi này, ba hai ba bốn năm sáu bảy tám, bốn hai ba bốn năm sáu bảy tám, nhảy lần nữa này, vẫn nhảy bắp chân sau rồi mới lên trái cho phần sau nhé. Lần này bắp chân sau lại, tay đẹp trước nên đẩy thẳng lên, nhìn tay thu về, đẩy không đẩy không đó, chúng mình hơi chùm chân xuống, hơi chùm chân xuống, nhảy đến mặt này không đẩy không nhá, không đẩy không. Lần này này, năm sáu bảy nhảy này, một hai ba bốn, đấm này, năm sáu bảy tám, đổi bên, hai không gần sau, hai ba bốn, đấm này, năm sáu bảy tám, đấm là mùi này, ba hai ba bốn năm sáu bảy tám, đấm tiếp bốn hai ba bốn năm sáu bảy tám, nhảy tiếp này, một hai ba bốn năm sáu bảy tám, nhảy tiếp không lần sau, hai hai ba bốn này, năm sáu bảy tám, đấm chéo nhá, ba hai ba bốn năm sáu bảy tám, bốn hai ba bốn năm sáu bảy tám, rồi hôm nay cùng học này một lần nữa nào, cùng học này sẽ học hai lần đó, năm sáu bảy này này, một hai ba bốn năm sáu bảy, đổi bên, hai hai ba bốn năm sáu bảy tám, đấm đùi này, ba hai ba bốn năm sáu bảy, chân phải qua lên, bốn hai ba bốn năm sáu bảy, lần nữa nào, một hai ba bốn năm sáu bảy, đổi bên, hai hai ba bốn năm sáu bảy, đấm đùi này, ba hai ba bốn năm sáu bảy tám, bốn hai ba bốn năm sáu bảy tám, chân này, ok, và xem thử tiếp theo này, tiếp theo nhá, một hai ba bốn năm sáu bảy tám, hai hai ba bốn năm sáu bảy tám, ba hai ba bốn năm sáu bảy tám, bốn hai ba bốn năm sáu bảy tám, rồi chặng này là chúng mình sẽ dẫn chân phải lên, dẫn chân phải trước nhá, đồng thời hai tay chúng mình nửa lòng tay lên và đẩy lên cao này, một hai ba bốn là tay trên cao rồi, đồng thời chúng mình đặt tay lại, lòng tay sẽ hướng về đằng trước, đồng thời bước sang phải hai nhịp và lướt sang tay sang trái này, năm sáu bảy tám, xòe tay ra, chống mũi chân lại, chống mũi chân lại, hai 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 nhịp nhá, chống hai nhịp này, hai hai ba bốn này, một nhịp này, năm sáu bảy tám, đó tay chúng mình sẽ hơi cung đường thế nhé, cho nó đều nhà cho đẹp này, lên này, một hai ba bốn, lướt này, năm sáu bảy tám, chấm chân, hai hai ba bốn năm sáu bảy tám, cái biển xuống tiếp này, đặt đưa tay lên và chống chân trái trước, ba hai ba bốn, lướt này, lướt sang bên trái, đồng thời tay này cũng lại lần lại đưa tay sang bên phải, năm sáu bảy tám, chấm chân này, bốn hai ba bốn năm sáu bảy tám, rồi lần lại này, một hai ba, lướt này, năm sáu bảy tám, hai hai ba
4, 5, 6, 7, 8 chân trái. 3, 2, 3, 4 sang trái này. 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, về này, một chân này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, nào, mở theo làm chậm nhé. Mở chân phải ra đồng thời, bên phải vung ra này. 1, 2, bên phải vung ra, bên trái để đằng sau. Sau lưng, đồng thời vung chân trái giống họ nhé. Nào, 1, 2, 3, 4 này. Đánh hông nhanh này. 5, 6, 7, 8. Đó, trước mình sẽ đánh hông liên tục luôn và chống mũi chân lên luôn này. 1, 2, 3, 4, đánh hông nhanh này, chống mũi chân. 5, 6, 7, 8. Rồi, ok. Và tổ hợp tiếp theo này. Tổ hợp tiếp theo. Hai lòng tay chúng mình sẽ ngửa ra và này, phía dưới này xoay này. 1, 2, 3, 4, xoay ngược lại. 5, 6, 7, 8 này. Cao, hấp, cao, hấp, cao, hấp và cao, hấp, xoay tiếp này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ở giữa này, xoay vai này, lùi xuống này. 2, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8. Rồi nằm chậm nhá. Nào xoay này, tay để thấp thôi, cũng để cao như này nhá. Xoay này, lửa vào 1, 2, 3, 4, xoay ngược lại. 5, 6, 7, 8 này, đấm này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nào chú mình chú ý nhá. Khi mở chân trái ra lên cao, vung chân trái như vậy. Khi mở chân phải ra, khi mở chân phải ra tay lên cao và vung chân trái về nhá. Tay này này. 1, 2, 3, 4, đổi về. 5, 6, 7, 8, đấm nè. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay tiếp. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bước xuống này. Bước chân phải xuống này, đồng thời xoay vai luôn. 4, 2, chống mũi chân trái lên nhá, chống mũi chân phải lên này, phải tay này. 3, 4, xoay tiếp. 3, 5, 6, 7, 8. Rồi, nằm lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đấm này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xoay. 3, 2, 3, xoay này. 5, 6, 7, xoay vai này. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi ok, sang tiếp theo nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, nằm chậm nhé. Đẩy lên này, đồng thời đẩy mở chân phải ra, đồng thời tay lên cao, đứng thấp lại. 1, 2, đó, đánh thấp, đổi về. 3, 4, đấm chéo chân này, chéo tay này. 5, chéo tay nhé, tay chéo vào nhau. 5, 6, 7, 8, tay chéo vào nhau, đồng thời hông đưa sang phải luôn này. Nhảy lại này. 1, 2, 3, 4, chéo này. 5, 6, 7, 8, tay lưng liền này. Lần của bằng lưng của các bạn cũng rất là kẻ. 2, 2, 3, 4, đổi lên này, tay này. 5, 6, 7, 8 luôn, chân đấy luôn. Nào, nằm lại này. 5, 6, 7, lại này. 1, 2, 3, 4, chéo tay. 5, 6, 7, 8, đưa tay ra, đúng không ạ? 2, 2, 3, 4, đẩy người phía trước nhé, nặng lớn nhất. 2, 2, 3, 4, xoay người phía bên trái này, đẩy tay ba cái này. 5, 6, 7, 8, chân về, nhảy sang phải này. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
quay này, 4, 2, quay luôn, 3, 4, đưa tay phải lên, 5, 6, 7, 8, rồi, em lại này, 5, 6, 7, nhảy này, 1, 2, lên, 3, 4, đấm chéo tay này, 5, 6, 7, 8, đúng này, 2, 2, 3, 4, một bên này, 5, 6, 7, 8, chân về lên 6, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay này, 4, 2, thứ nhất, 3, 4, đưa tay phải lên, 5, 6, 7, 8, rồi đặt lại một lần nữa nhé, 5, 6, 7, bỏ chân này, 1, 2, 3, 4, chéo tay, 5, 6, 7, 8, đúng này, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nhảy thứ 6, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xoay luôn này, 4, 2, 3, 4, đưa tay, 5, 6, 7, 8, rồi, ok, và gói tiếp theo, gói tiếp theo mình sẽ lặp lại luôn cái tổ đầu tiên này, nhảy này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đấm đùi này, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đấm này, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nhảy tiếp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nhảy này, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đấm đùi này, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, ok, và đúng tiếp theo. Đó, tiếp theo mình sẽ làm lại từng hợp với tên nhau nhé. 1, 2, 3, 4, lướt này, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chân trái này, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mở chân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay này, xoay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đấm cao này, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xoay tiếp, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xoay vai này, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, và lặp lại tổ hợp tiếp theo, lặp lại tổ hợp để cho bên phải là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đúng rồi, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chân 6 này, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xoay này, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, thật chậm. Và chúng mình sẽ làm lại tổ hợp tiếp theo này, 1, 2, 3, 4, đổi bên, 5, 6, 7, 8, đấm chéo này, 2, 2, 3, 4, đứng này, 5, 6, 7, mạch tay, 3, 2, 3, 4, chân sáo này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xoay, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rồi ok, và có tiếp theo này, tiếp theo nha, mình sẽ đấm này cả, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xoay, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xoay, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xoay, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xoay. Rồi, mình sẽ đấm tay vào trước nhé, đồng thời dẫn chân phải này, 1, 2, tay phải ra này, 3, 4, nhìn 4 là mình chân trái, dẫn chân trái nhưng tay mình đưa xuống bên trái luôn, lại này, vào này, vào, ra, ra bên trái, phải, trái, phải, trái và xoay, đi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xoay này, vào, vào, ra,
trái, và xoay này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xoay này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xoay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Chúng mình nhớ này. Cứ nhịp 8 chúng mình xoay, nhịp 7 chúng mình xoay nhá. Đấm vào này, vào này. Tay phải vào trước, tay phải ra trước này. Vào này, vào, ra bên trái, phải, trái, phải và xoay. Làm lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xoay này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xoay. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xoay. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xoay. Rồi ok. Và rồi cuối cùng nào. Rồi cuối cùng chị nhé. Anh nhìn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bên 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bên 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bên 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chậm lại. Chúng mình sẽ nhảy chân phải sang bên phải 2 nhịp này. Đồng thời chân sau mình sẽ co lên nhá. 1 này, 2, 3, 4 này, chống cái chân trái này trước. Đấm chéo tay này, 5, 6, 7, 8 đổi bên này. Chân trái mở ra, đồng thời chân phải co lên này. 2, 2, 3, 4 chống chân lên. 5, 6, 7 đổi bên này. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Này này, chân phải ra này, chân trái co lên này. 1, 2, 3, 4, này đứng chéo nhau nhé. 5, 6, 7, 8, đổi chân này. 2, 2, 3, 4 này. Đấy không? 5, 6, 7, 8, đổi về. 3, 2, 3, chấm chân. 5, 6, 7, 8, đổi về. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi về. Nhớ là chân nặng thì chân sau sẽ co lên nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bên này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi về. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi bên này. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bỏ vô đây, như vậy là kết bạn. Rồi mình hướng dẫn các bạn sau chi tiết bài đào tạo video nữa. Xin bạn thành công nhé.